Ok, thế thì trong video này mình sẽ nói về JDBC là một cái thành phần để kết nối cơ sở dữ liệu và ứng dụng của mình. Thế thì bạn nào mà cảm thấy là không cần phải hiểu code ấy, thì không cần phải quan tâm đến cái phần này. Thì cái phần này mình làm chủ yếu là để cung cấp đủ kiến thức để mình hiểu code và từ đó hiểu được sâu sắc hơn các cái biểu đồ lớp và biểu đồ tuần tự. Để từ đó về sau mình có thể vẽ nó tốt hơn, mình hiểu cả code mà, nên là mình có thể về đấy mình sẽ hiểu rõ, nên mình sẽ không được kiểu học vẹt dập khuôn ấy, thì nó sẽ nhớ tốt hơn. Đấy, thế thì bây giờ mình sẽ ở trong video trước, đúng không? Với video trước đấy thì mình đã có nói về cái mô hình MVC, đúng không? Đấy, thế thì cái JDBC nó sẽ làm nhiệm vụ gì trong cái mô hình này? Đấy, thì nó sẽ là dùng để viết lên những cái lớp controller này này. Đấy, nó sẽ cung cấp cho mình một cái thằng thằng driver, một cái thằng driver ấy thì các bạn nghe là driver âm thanh hay là driver gì gì đúng không? Kết nối giữa cái phần cứng của máy tính và phần mềm ấy. Đấy thì nó là cái phần mình hiểu driver ấy, nó là một cái phần mềm để nó cầu nối giữa hai cái thành phần đúng không? Đấy thì trong trường hợp này là nó là một cái phần để cầu nối giữa cái app của mình và cái thằng database. Đấy. Thế thì nó sẽ là cái thằng trực tiếp để viết cái lớp controller này. Đấy, chúng ta hiểu đơn giản là nó là cái thằng để cầu nối. Ok. Nó là nhiệm vụ cầu nối giữa database và cái controller thằng thằng app này. Rồi thì tiếp theo thì mình sẽ nói qua một chút để mình mở cái ảnh ra. Đấy thì đây là cấu trúc của cái JDBC thì ở đây nhá, thì nó ở đây là có một cái cơ sở dữ liệu này. Đây là chương trình Java. Đấy thì ở giữa là một cái driver, một cái chương trình. Đấy, driver nó kết nối giữa cái này và cái này đúng không? Thì có được cái driver này rồi nhá, thì các bạn sẽ có thể tạo ra được một cái thằng đối tượng thuộc lớp connection. Và từ một cái thằng đối tượng thuộc lớp connection này, các bạn có thể tạo ra một cái thằng statement, một đối tượng statement. Đối tượng statement này có tác dụng là gì? Đối tượng statement này sẽ chuẩn bị một câu lệnh SQL để sau đó gửi câu lệnh SQL này qua bên database và bên database sẽ thực hiện câu lệnh SQL và trả về cho chương trình Java một cái kết quả đúng không? Thì nó gọi là một cái lớp bên Java là result set. Thì cái kết quả bên result set này sẽ là một cái bảng kiểu kiểu như này, một cái bảng chẳng hạn đúng không? Đấy, thì mình hình dung nó là một cái bảng thôi, bảng gồm nhiều dòng. Đấy, dữ liệu thì nó cũng tương tự như bên này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vào demo luôn nhé, ví dụ mình thử một cái luôn nhé. Thì đầu tiên ý, là bạn phải, ví dụ nhá, ở trong cái cơ sở dữ liệu của mình không, nó là SQL Server, cho nên ý, mình sẽ tìm một cái SQL cái JDBC driver for SQL Server ý. Đấy, thế thì mình sẽ download cái thằng này đúng không? Đấy thì mình sẽ về mình sẽ được cái folder như thế này. Đấy, nếu mà bạn dùng cơ sở dữ liệu gì nhá thì phải download JDBC cho cơ sở dữ liệu đấy. Ví dụ bạn dùng MySQL thì JDBC MySQL. Đấy. Xong rồi mình download những cái đấy về, xong rồi đơn giản là mình bật vào cái ứng dụng rồi. Xong rồi mình add cái này, mình sẽ add cái này nhỉ. Mình sẽ bấm vào thư mục này không? Mình sẽ add cái file jar này vào trong cái ứng dụng của mình là mình sẽ có một cái driver để mình kết nối với cơ sở dữ liệu. Đấy. Ok rồi. Thì trong đây mình sẽ thử demo một cái nhá. New project chẳng hạn. JDBC demo. Ok. Đầu tiên nhá thì mình phải add cái thằng đấy vào trong này, mình sẽ chuột phải vào cái library của cái thằng project mà mình muốn có cái driver đấy nhá. Mình sẽ add jar này, folder này. Xong mình sẽ chọn ví dụ như ở đây là cái bản GRE 15 của mình là cái Java environment của mình là 15 thì mình sẽ chọn cái này. Đấy, JDK 15 này. Thì đấy, mình chọn cái này. Ok. Đấy, trong này mình đã có một file jar. Nó sẽ gồm những cái thư viện. Đấy, để mình kết nối với cơ sở dữ liệu.
Ok, thế đầu tiên ý, mình phải làm gì? Đầu tiên nhá, thì để mình xem lại ở đây đã. Đầu tiên là mình phải có một cái thằng này. Class.onName. Cái này mình sẽ truyền vào một cái thằng đường dẫn là mình sẽ truyền vào thằng là com.microsoft.sql server.jdbc. Chấm chấm cái file chấm cái class nào nhỉ, mình không nhớ lắm, để mình xem lại trong này, xem lại cái lớp này. Này ví dụ đường dẫn là chấm jdbc.sql server ấy, thì nó là cái này. Đây là nó đỏ đỏ này, yêu cầu mình phải try catch exception. Đây, thì đây là exception thôi, chung chung thôi. Chấm print actually. Rồi đây, ở bước này nhá, thì tức là mình sẽ đã tạo ra một thằng driver ấy, mình khởi tạo một thằng driver tại runtime mình phải. Mình không nhớ lắm. Trong bước đấy xem mình có xem trên mạng thì họ bảo thế. Đấy. Ok, thì cái com.microsoft.sql server.jdbc. Cái này ấy, nó là một cái, thực ra là một cái class. Đây này, class mình thử mở ra cho bạn nhá. Đây, nó là cái class ở trong cái thư mục com.microsoft.sql server của cái file đấy của mình ấy. Chấm SQL server đâu nhỉ? Đây. SQL server driver đâu nhỉ? Đây rồi, nó là cái file này. Đấy, mình đã nhúng cái file này vào đây đúng không? Xong rồi mình tạo ra một cái thằng đối tượng driver ở đây. Đấy, thì cái con code này bạn hiểu nôm na như vậy. Tiếp theo nhá, tiếp theo thì mình làm gì? Tiếp theo á, thì mình sẽ dùng cái thằng kia là driver manager, một cái class được cung cấp bởi thư viện in java.sql.driver manager ở đây. Đó, hai mươi giờ đúng không? Chấm get connection đây. Đây, cái hàm này ấy, của cái thằng driver manager ấy, sau khi đã có được cái một thằng driver rồi đúng không? Cái thằng driver rồi thì nhá, thì mình sẽ tạo ra một cái connection là cái liên kết giữa cái ứng dụng của mình và cái database của mình à. Đây. Đấy. Đấy thì mình không nhớ cái đường dẫn này lắm, thì mình sẽ xem lại cái code vừa nãy của mình. Ở đây thì nó có cái đường dẫn này, JDBC này, SQL Server này, là tên của cái ấy của mình, server của mình. Còn đây là local host, đấy là cái địa chỉ IP của máy của mình. Đấy, còn 1.1.4.3.3 là cái cổng. Mình học mạng tính rồi đúng không? Cái cổng ấy đúng không? Nó cái port ấy để kiểu như là xác định xem là ứng dụng nào, cái service nào trong ấy đấy. Thì thường thì trong SQL Server là cổng là 433. Đấy, cái này thì nó là thế. Mình không hiểu rõ lắm, thì cái này mình search trên mạng đấy. Thì đường dẫn nó sẽ như này. Database name đúng không? Là tên của database thì là Hotel DB. Đấy, thì trong database mình có cái database này tên là Hotel DB đấy, đúng không? Cái này thì không có không được. Security mình không hiểu rõ lắm. SA với cả cái này là mật khẩu. Đấy, nói chung là đấy là mật khẩu của cái database của mình. Mật khẩu tên tên người dùng, mật khẩu. Đấy. Thì dùng cái này mình sẽ tạo nên một cái connection, tạo ra một cái connection nhá. Đây thì mình phải có một thằng connection đây. Assign cho cái thằng này đúng không? Connection thì phải import java.sql.connection. Đó. Đấy, chuyển cái đường dẫn này vào. Ok. Tiếp theo nhá, sau khi đã có được connection đúng không? Thì như mình đã nói nhá, ở trong cái sơ đồ vừa nãy nhá. Từ thằng connection này đúng không? Mình có thể dùng nó đúng không? Connection này sẽ có một phương thức là prepare statement đúng không?
sẽ chuẩn bị một câu lệnh SQL cho mình luôn. Là sửa đây nhá. Mình muốn lấy hết những cái bản ghi từ trong cái lớp cái bảng room của mình không? Từ blur room hả? Đấy thì mình sẽ gửi câu lệnh này đi. Where cái gì nhỉ? Where name like name giống với cả cái này đi. Nghĩa là name sẽ có chứa số 1 ấy. Đấy. Xong rồi mình sẽ tiếp theo là à từ nữa mình phải gắn nó vào một cái tham chiếu nữa. Import java.sql.prepare statement nha. Xong rồi gắn vào một cái tham chiếu này. Đấy là một cái prepare statement đúng không? Xong rồi mình sẽ dùng ps này chấm execute query, nghĩa là mình sẽ thực hiện cái câu truy vấn đấy đúng không? Ở đây nhá, mình có thể nhá, cái placement này có một cái hay ấy, là bạn có thể để dấu hỏi chấm ở đây nhá. Xong rồi nhá, tí nữa mình có thể gán vào sau cũng được. Nó tại runtime ấy. À, ví dụ ở đây là mình gán lại runtime là mình gán là ps này chấm set string đi. Đúng không? Thì cái set string này nó nhận vào 25 số à. Thứ nhất ý là cái số thứ tự của cái dấu hỏi chấm này trong cái câu này, vì trong câu này có một dấu hỏi chấm đúng không, thì cái số cái int đấy là một đấy. Còn cái string này là cái giá trị của cái thuộc tính này, nó set string nhá, một này. Ví dụ mình muốn tìm một cái phòng, mình tìm một phòng là không, mình muốn tìm một cái phòng là VIP 101 đúng không? Name like thì mình sẽ để như này. Thôi, ngay thôi đơn giản đi, khỏi like đi. Nên bằng luôn đi cho nhanh. Nên bằng này đúng không? Web price đi, web price bằng này đi. Web price bằng 150.000 đi. Bằng hỏi chấm đi, hỏi chấm xong tí nữa mình mới assign đúng không? Hỏi chấm and hotel ID bằng hỏi chấm, mình là ngay để cho bạn hiểu cái ví dụ về set string nhé, đúng không? Thì ở đây là ví dụ cái dấu chấm hỏi chấm thứ nhất đúng không, đây mình chuyển vào cái một đây thì biểu thị cho dấu hỏi chấm thứ nhất, và ở đây là price bằng 150.000 đây, đây phải là set float mới đúng. Tại vì giá trị ở đây là float mà, price là float mà. ps.set hotel ID đúng không? Thì là hotel ID là gì nhỉ? Là hotel này. Hotel là int đúng không? Set int. Set int. Đây là vị trí thứ hai, dấu hỏi chấm thứ hai mà. Còn một đây. Đó. Nghĩa là nó đã làm gì ở hai câu lệnh này thì mình giải thích nhé. Đầu tiên nó sẽ gán cái 150.000 này vào dấu hỏi chấm thứ nhất. Đấy thì có phải là mình sẽ được câu lệnh như này không? Đây mình thử viết minh họa ra nhá. Phải là mình được câu lệnh là where price bằng 150.000 đây. And hotel ID bằng 1. Đấy, nó sẽ có câu lệnh mới như này đúng không? Đấy. Thì sau khi có câu lệnh này đúng không? Nó sẽ chạy câu lệnh này. Rồi câu lệnh này sẽ được gửi vào cái này nhé, mình thử minh họa vào một cái câu query ở đây nhé. Mình mở thử query. New query. Mình thử chạy cái này nhé. Where price bằng sao lại incorrect nhỉ? À, thiếu from rồi. Ok. Nếu mình thì chạy cái này nhá.
Đấy, thì kết quả sẽ ra hai cái này đúng không? Ra hai cái bản in này đúng không? Đấy, thì mình sẽ execute query đúng không? Thì cái hàm này sẽ trả về một cái bảng như thế. Đấy, thế thì mình sẽ bảng như thế nó sẽ được gắn vào cái JSON set này đúng React vòng này. Đây phải import. SQL.JSON set. Đấy thì kết quả nó sẽ được trả về là một cái bảng đấy đúng không? Nên cái bảng này sẽ được trả nguyên về cho thằng JSON set này. Đấy. Xong bây giờ mình mới bắt đầu mình in ra này. While này, rf này, chấm hsnext. Chấm next ấy, đúng rồi, chấm next. Nghĩa là nó, chấm next này nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi lần next ấy, thì nó sẽ xét qua một cái dòng này. Đấy. Đấy. Lần next đầu tiên nó sẽ xét qua dòng này đúng không? Có những cái dòng này đúng không? Đấy, thế thì mình sẽ tạo ra một đối tượng room chẳng hạn. Room room new room import đi. À mà đây là demo của mình mà. Thế thì từ đã mình tạo ra một cái thằng Ôi thôi mình in ra đi, mình in ra luôn đi cho đỡ phải này. SR này. ID cộng với cả rs.get in. Cái này có cái hàm head in này nhá, có hai hàm số nhá, một là truyền vào là số 1 à, số hai là truyền vào string. Video dài quá nhỉ. Một là truyền vào số, hai là truyền vào string nhá. Đấy, cái truyền vào số thì là gì? Truyền vào số ở đấy thì là ở đấy truyền vào số ấy thì nghĩa là gì? Nghĩa là cái RS này đúng không? Là một cái bảng đúng không? Cái RS là một cái bảng này đúng không? Thì số ấy, thì nó sẽ đánh tự qua là 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 ấy. Nó sẽ đánh số theo theo cái số thứ tự của code ấy. Nghĩa là RS.get in the T ấy. Tại cái dòng đang xếp này. Mình đang max đúng không? Reason max đúng không? Thì nghĩa là nó đang xếp cái dòng này đúng không? Thì ví dụ nhá, mình RS.get in. Mình get in 1 đúng không? Thì nó sẽ trả về cái gì? Nó sẽ trả về cái thằng này này ở vị trí cột thứ nhất này, đúng không? Đấy, get in một. Vậy sao lại get in? Tại vì ID là in the tên mà đúng không? Đấy thì là get in. Ok. Tiếp theo này. Nó là name đúng không? Đấy, cộng với cả rs.get in get string bởi vì name là kiểu string mà. Đấy thì mình sẽ dùng truyền vào tham số là 2 chẳng hạn thế. Đấy thì mình sẽ in ra ID và name của hai cái đấy. Sau khi mình đã có được đúng không? Đấy. Mình thử chạy nhá. Xem có thực hiện được câu truy vấn không? À từ từ mình chưa sửa cái này from. Để chạy lại nhá. SQL exception đấy thì bởi vì vừa nãy mình chưa sửa cái này from câu lệnh nó bị lỗi vẫn lỗi à. Vaca value to the DBC integer. Cái này à. Cái room này là xem nào. Sorry. Cái design. À cái room này là vaca, vậy là string, vậy phải là get string, xin lỗi. Ok, run file này. Đấy thì bây giờ nó đã chứng tỏ là mình đã thành công đúng không? Mình đã lấy được dữ liệu từ database lên rồi. Đây. Nó in ra ID này, là R2 này. Name là normal 1 nên mình cách ra một tí nhìn cho rõ. ID R1 name là normal 1 đấy. Thành công rồi nhá. Thế thì nói qua về JDBC.